Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới trong vùng đất thánh ở trong thế giới Minecraft đó. Đây là nơi chứa rất là nhiều những cái công trình mới, những cái vùng đất đầy màu sắc và quan trọng hơn là có cả những cái con boss rất là mạnh nữa. Để bây giờ thì mình cùng nhau sinh tồn trước đi. Mới vô thì mình xuất hiện ở chỗ tương đối là đẹp ha. Xung quanh thì còn có một cái ngôi nhà nữa kìa. Được vậy, mới vô đã có chỗ để cho mình ở tạm là quý lắm rồi đó. Qua bên đó kiểm tra luôn coi. Được thiệt sự. Hình như đây là một căn nhà bỏ hoang hay sao á. Kiến nó bị vỡ rồi kìa. Thôi kệ, ai bỏ hoang thì mình vô mình ở ké luôn ha. Có cái giường không? Cái này phải cái giường không? À không phải. Tầng 2. Ê, nó có rương. Ồ, cũng có đồ ăn các thứ nè. Cũng tốt quá chứ. Được, mới vô có nhiêu đây đồ là quý rồi. Chắc mình sẽ dùng cái nơi này. Ui, không, có 7. Ui no. Cái nhà bố hoang mà ai chơi ác đặt 7 nữa vậy. Mới vô để có điềm rồi nha. Ở đây là con gì? Con vịt hả? À đúng rồi, con vịt. Oh my god luôn. Kìa 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 kìa. Phía xa xa còn có cái công trình gì nữa kìa. Ái chà chà. Được đấy, đợi xíu. Giờ thì mình sẽ bắt đầu công cuộc sinh tồn trong ngày đầu tiên thôi. Sẽ lấy những thứ cần thiết trước ha. Sẽ lấy vài khúc gỗ trước đi. Tầm 4 khúc gỗ là được á. Sao? Úi, nó còn cục hả? Thôi đập hết luôn đi. Để không thôi, ở đây nó còn cái tán lá kỳ lắm. Mà đập một phát cái nó rụng hết lá luôn nè. Hay thiệt, hay thiệt. Xong, giờ thì mình sẽ tiến hành làm ra một cái set dụng cụ khởi đầu ha. Chắc mỗi cây cúp thôi. Để mình đi khai thác đá. Đây có đá không? Nè, có luôn. Quá là hợp lý. Cái chỗ mình xuất hiện nói chung là nó có hầu hết những thứ cơ bản mà mình cần á. Nên thấy khá là tốt luôn. Rồi, lấy thêm tầm 2 cục nữa. 1 2. Rồi, xong giờ xuống đây lượm hết mấy cục đá mình vừa đào thôi. Chắc vừa đủ để mình làm được một cái set dụng cụ rồi đó. Mình sẽ làm một cây. Có nên làm kiếm không ta? Thôi lần này mình chấp luôn. Mình dùng rìu làm vũ khí ha. Với một cây cúp bằng bằng đá thôi. Đây. Đó, đây là cái set dụng cụ khởi đầu của mình. Và mình sẽ đi cắt len cù ha. Tại vì ở đây thì mình chỉ thấy có một Hai em cù thôi. Ôi cắt lần được có 2 len à. Cũng được. Em đây một len nữa là đủ làm cái giường rồi. Ui 5 len luôn nè, dư sức rồi ha. Để coi trong đây có cái túi ngủ hay không. Sleep. À có túi ngủ luôn. Cũng tốt. Vậy là mình sẽ kiếm thêm một len nữa. Đây. Mình sẽ làm một cái giường cũng như là một cái túi ngủ ha. Một cái giường để mình tìm nơi định cư nè. Còn một cái túi ngủ thì để mình ngủ qua đêm thôi. Cho nó tiện. Xong, giờ thì có thể đi khám phá xung quanh được rồi đó. Ở đây có mía. Mình sẽ lấy một chút để trong tương lai mình còn làm bàn cường hóa nữa. Để coi con vịt nó làm gì nha. Hồi nãy mình mới thấy nó lặn xuống nước á. Để coi nó làm gì tiếp theo nào. Ok. Hồi nãy rõ ràng mình thấy nó lặn xuống nước. Đó kìa kìa. Con vịt này he, lương lẹo thiệt. Lúc mình nhìn nó thì nó không có chịu hợp đâu. Tới lúc mà mình không. Đó kìa kìa kìa. Nó cắm cái đầu nó xuống nước á. Rồi lấy thêm một chút gỗ nè. Để mình lượn qua đây mình khám phá thử luôn. Ê, có lẽ nào đây là một cái ngôi làng. Mình thấy có một bác dân làng nè. Một anh người sắt. À đây là một ngôi làng. Quá tuyệt vời. Ngôi làng gì đâu mà xây. Kiến trúc này lạ thiệt á. Trời, trong vùng đất thánh có những cái công trình mình nói nhìn sơ qua thấy ghiền liền. Được thiệt sự. À có rừng. Cần câu hả?
Ở đây mấy bác này làm gì quá trời nè. Có bánh mì rồi, hát diệm thạch nữa. Có lò luôn. Được à ta. Chắc mình làm hàng xóm tốt bụng của mấy bác dân làng này quá. Có vàng pha thuốc nữa nè. Ui ui ui, mới vô mà gặp ngôi làng như vậy thì hết sảy con bà bảy rồi. Bác thủ thư này bán gì? Đổi sách. Đổi kệ sách chứ đổi ngọc lục bảo ha. Ok, mình sẽ thử đi vô bên trong cái ngôi làng luôn coi. Coi bên trong mấy bác này có dấu đồ không. Đi lên thử. Quá trời dân làng sinh sống trong đây luôn. Hết rồi. Ý còn đường lên nữa nè. Ui. Nhưng mà phía trên này thì không có đồ cất dưỡng ha. Đây là tầng cao nhất nè. Hình như đây là chỗ để mấy bác dân làng họp hội hay sao ấy. Rồi luôn. Chỉ chủ yếu là thức ăn thôi ha. Ok. Wow. Dân làng xây nhà đúng để ngắm cảnh luôn á. Quá trời đẹp rồi. Ok. Chắc mình sẽ sống ở gần gần đây thôi. Có gì lâu lâu mình qua mình nhờ mấy bác dân làng giúp đỡ các thứ ha. À mà quên, mình đâu có xô nước đâu ta. Trên đây đâu có nước đâu mà làm cái xô. Không biết nhảy dưới được không nữa. Từ từ để mình chơi lớn cái nha. Cú nhảy thằng Khánh. Bụm. Đây rồi. Hú hồn con trồn, tưởng đâu nhảy gãy chân rồi chứ. Nên là tiếp đất. Ủa tiếp nước thành công ha. Mình sẽ lấy thêm gỗ đi. Rồi lấy thêm gỗ nhiều nhiều xíu. Có gì mình còn làm nhà ở nữa. Rồi. Sẵn tiện giờ trời còn sáng thì mình sẽ đi khám phá xung quanh đây coi coi nó còn cái chỗ nào khả quan để mình tìm thêm đồ hay không. Ồ có thức ăn nè. À thôi, mình có bánh mì à. Ê. Hết dập ngôi làng. Ngôi làng này gọi là ngôi làng gì ta? Mình nhìn nó giống như một cái cây nấm vậy á. Mình gọi tạm là ngôi làng nấm thì ha. Cạnh ngôi làng nấm thì còn có ngôi làng bình thường nè. Ui. Được vậy. Cái chỗ mình xuất hiện, ta nói nó thuận lợi ghê luôn á. Có giường luôn nè. Rồi luôn, hiểu luôn ha. Vậy là khởi đầu của mình quá là suôn sẻ rồi. Trong những nhà bác dân làng thì không có đồ nhiều lắm. Có mấy cái kiện rơm để mình làm bánh mì đồ nè. Ngày đầu tiên thì chắc mình sẽ xin ở nhờ một hôm đi. Mình vô đây mình ở ké một bữa đi ha. Mình lấy cái giường của mình. Mình coi 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 có cái bông không. Đây đây bông màu hồng hay sao nè. Ái cha cha, đúng cái giường màu hồng nam tính mình thích luôn. Được thiệt sự. Ngủ ngủ ngủ, đêm đầu tiên mà được có chỗ an toàn ngủ là thấy quý lắm rồi đó. Mình sẽ làm luôn ở đây một cái chỗ để mình chế tạo đồ ha. Làm một cái rương nhỏ. Đây. Ngay đây. Rồi xong phim. Mình cất đồ mình cho vô đây thôi. Ồ, mình còn được cái quyển gì nè. Bàn ghế đồ các thứ. Oh, ok. Thôi đi ngủ thôi. Chưa ngủ được nữa hả? Ồ, có vẻ trời còn quá là sớm để mình có thể đi ngủ á. Ui, mấy dân làng gì đây? Mấy dân làng này hình như là bán mấy cái cuộn sách dữ nè. Mấy cái cuộn này để mình học những cái kỹ năng gì đó. Thôi 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 thôi. Giờ ê, đi ra đừng có. Ok. Cái bác này quê đâu mà tỉnh đấy nha. Tỉnh như quách tỉnh luôn. Cái giường mình đặt xuống mình chưa kịp ngủ, bác trèo lên ngủ tỉnh bơ thiệt. Chắc ký đầu bác quá. Đừng để cháu nóng nha. Rồi mình sẽ mang theo cái túi ngủ nè. Những cái thứ lặt vặt mình sẽ cất vô trong bớt. Mình chỉ... Ừ. Bây giờ mình có sắt thì để mình làm một bộ giáp sắt ha. Hợp lý đó. Đây. Mình sẽ làm một bộ giáp sắt dành cho mình. Để coi coi áo. Nếu mình làm áo thì mình... Thôi, suy nghĩ lại. Làm cái show trước. Rồi sau đó mình sẽ làm cái nón với cái ổn được không?
hay làm cái quần. Cái quần thì cũng bị thiếu. Khó vậy nhờ. Ok, làm cái áo đi. Mệt quá. Mình tính làm hai món giáp mặc cho nó nhiều giáp á. Mà đủ làm có cái áo à. Hay, không biết Ngọc Lục Bảo có dùng để làm vũ khí được không? Không làm vũ khí được. Vậy thôi đành chịu vậy. Hay là mình làm một cây kiếm sắt ta. Đúng. Một cây kiếm sắt đi. 6 sức tấn công, 9 sức tấn công. Ok, mình sẽ combo bằng vừa kiếm vừa vừa rìu luôn ha. Rồi, trời sáng thì mình sẽ tiếp tục hành trình đi thăm hỏi mấy bác dân làng thôi. Xuất hiện gần làng là mình phải thăm hỏi mấy bác này thường xuyên mới được. Ô, còn có chó sói nữa nè. Chó sói xám. Nếu mà trong làng không còn gì thôi thì chắc mình sẽ đi đào khoáng sản á. Mình nghĩ nên là nên đi đào khoáng sản sớm á. Ok. Múc một xô nước rồi đi tìm một cái hang đào khoáng sản thôi. Ngày đầu tiên thì chắc mình sẽ tập trung vào việc kiếm khoáng sản trước ha. Để coi nào, đây có heo nữa nè. Chỗ này rất là kiểu như là yên bình luôn á. Hầu như là không có những cái con quái vật mà nó có thể gây hại cho mình á. Khá là tốt luôn. Khởi đầu kiểu lần đầu tiên mình thấy khởi đầu nó suôn sẻ như gì á. Ủa, ở dưới là... À, ở dưới là có khoáng sản. Một cái hang động dưới nước á. Mình chưa thở dưới nước được nên không có dám xuống dưới đâu. Giờ chắc đi tìm mấy cái chỗ nào đó nó yên bình một xíu. Ý. Đúng rồi, đây là nghề phụ của mình, kiếm thêm. đồ về, kiểu gì trong đây cũng có đồ cho mình thôi. Để coi nào. Ồ, cái này có xương không vậy? Đấy, trời ơi. Dễ gì mà, đỡ được. Kiếm thêm, mình không biết gì hết nha. Có lòng spawn. Đập lẽ. Đây là chỗ của Steve hả? Đây là chỗ của Steve nè. Đây là những khúc xương của Steve. Giữ luôn. Tiếp tục. Đây có cái ổn, nhưng mà nó có cái lời nguyền rồi, mình không mang ổn có lời nguyền đâu. Nguy hiểm lắm. Muốn cởi ra cởi không được á. Thuốc súng và da thuộc các thứ nè. Bên đây. À, bên đây có táo vàng. Một cái nón. Tốt á. Cái mảnh này thì mình có thể làm được những cái thứ lặt vặt ha. Amethyst. Lượm luôn. Có than nữa nè. Tốt á. Rồi, như vậy thì trong đây cũng cho mình được một chút đòn ha. Không quá tệ. Rồi, giờ thì đi thôi. Đổi cái nón vô cho đẹp trai nè. Đấy. Đẹp trai rồi đó. Rồi, giờ thì đi tìm thêm một cái hang nào. Nãy giờ nói tìm hang mà chưa có cái hang nào mà nó như ý mình hết. Đó vậy còn gặp nguyên cái cánh rừng to đùng đằng kia nữa. Tại dùng đất thánh đó, nên thành tử ra cây khói nó cũng bự hơn bình thường một xíu ha. Thôi thì đành té ra chỗ khác vậy. Hình như phía bên kia là hướng biển thì phải. Sao yên bình vậy ta? Không quen lắm. Bình thường mình vô lúc nào cũng ăn hành mà ta sao nay không ăn hành thấy không quen. Bởi vì ăn hành nhiều mà tự nhiên nay không ăn hành là thấy lạ rồi. Thôi kệ đi, làm quen từ từ ha. Đi qua bên đây xíu. Bên đây vẫn không có hang này. Ê? Mới nói yên bình thì bây giờ mình đã gặp được một cái công trình gì rồi. Ủa, đây đừng nói là ngôi làng tiếp nha. Ủa, ngôi làng gì mà không thấy dân. Không có dân làng nhưng mà có cái lòng spawn kìa. Chuẩn bị cho trận chiến thôi. Nhưng mà để mình làm một cái khiên cái đó. Quên hồi nãy nhà quên làm cái khiên ha. Bảo sao thấy thiếu. Rồi mình sẽ làm một cái khiên bằng gỗ. Ít nhất cũng có thể chống cự được những cái con xương nếu mà gặp nó ha. Rồi có khiên. Vô. Mình còn nhiều vậy. Ôi. Ở đây là quay ra.
À, những tên Bích Liên. Đây là chỗ của những tên Bích Liên. Bích Liên à, Bích Liên à. Thì ra đây là căn cứ của bọn chúng. Rồi luôn, chiếc này giàu to rồi. Những thứ không cần thiết thì mình sẽ cho vô trong lại ha. Được đấy, được đấy. Cái này có làm gì không? Fish and chip. Ồ, cái này dùng để làm đồ nấu ăn hay sao ấy. Khoai tây bỏ lò nữa nè. Quá trời đồ ăn cho mình trong ngày đầu tiên á. Không sợ thiếu thức ăn luôn. Rồi, lỡ vô đây rồi. Mình sẽ kiểu như là khám phá xong luôn cái chỗ của bọn Bích Linh đội đầu bò nấm á. Trên này không có rương hả? Sukana vậy? Tiếp tục, tiếp tục. Để coi coi. Có rương không? Ừ, trên đây này không có rương. Không có cái rương nào luôn. Đằng này có con nữa. Bích Liên nè. Nó mặc giáp các thứ nên cũng khá là trâu đấy. Lượm da bò. Cái này có khói mật ong. Hình như trong đây bọn chúng không có chứa đồ xịn ấy. Tối quá, làm một ít đốt đi. Đây, cầm đuốc lên cho nó sáng coi. Không có rương thiệt nè. Hiểu luôn. Bọn này là bọn Bích Linh nghèo khổ rồi. Mình tưởng là mình nghèo hơn bọn chúng rồi chứ ai nghèo, bọn chúng còn nghèo hơn mình nữa. Nghèo còn gặp mấy thanh niên nghèo hơn. Rồi trên tay nè, không có một cái rương luôn. U là trời. Thôi tha cho bọn chúng đó. Mấy bọn chúng giàu giàu thì mình còn tâm hỏi thêm được lúc. Nghèo gì mà nghèo dữ không biết. Không chỗ nào tuyệt vời bằng gần chỗ mình ở hết á. Nên thôi quyết định về gần ngôi làng để đi tìm một cái hang á. Nè, có hang luôn. Hơi bị sâu luôn. Ui, ở dưới còn có sắt nữa kìa. Để mình lấy thêm than nha. Chút có gì mình còn làm thêm đuốc nữa. Chứ không thôi là xuống dưới tối ôm á. Không có thấy đường đâu mà đào. Hy vọng là ngày đầu tiên mình có thể tìm được kim cương á. Hồi nãy giờ mình đi khám phá rất là nhiều công trình luôn. Nhưng mà chỉ toàn là nhặt được ngọc lục bảo thôi à. Nè, không có kim cương gì hết. Nên mong rằng chuyến đi mai này sẽ có thể cho mình kim cương ha. Rồi, giờ thì đi xuống dưới thôi. Hơi sợ một xíu đó. Cắm đuốc lên. Lấy sắt. Đây là những quặng sắt đầu tiên mà mình đào được nè. Giờ mới có thành tựu á. Đi tiếp thôi. Cái hang này sâu lắm. Nhưng mà cũng rất là nguy hiểm nha. Càng sâu thì càng nguy hiểm đấy. Rồi mình nghe tiếng con sương rồi. Gần lắm, hình như nó đâu bên trái nè. Âu. Ủa nó đâu vậy? À nó dưới này. Mình khổ máu với nó luôn. Con sương nè. Hung dữ hả? Nó hung dữ quá. Rồi mình sẽ làm thêm thật là nhiều đuốc ha. Rồi chiếc này tao hồ mà cắm luôn. Có vàng. Mới đi một xíu mình đã gặp được quặng vàng rồi. Và hình như ở phiên bản này thì mình càng đi xuống sâu hơn á thì mình sẽ càng dễ gặp kim cương hơn. Cái này là ngọc lưu ly. Lượm luôn. Ủa có sắt nữa nè. Lấy thêm. Một xíu của mình làm full set đồ sắt ha. Mặc vô chiến đấu cho nó tốt. Rồi 11 à. 11 chắc là đủ rồi đó. Để mình tìm cái chỗ thích hợp rồi nung nó ra thôi. Đằng kia cũng có cái quặng gì vậy? Ôi ơi, cái này không phải cái quặng. Cái phi bơ gì nè. Mèn đét ơi. Bịp thiệt chứ. Ồ, cái này còn có đường đi xuống nữa. Rồi bắt đầu mình đi xuống sâu hơn rồi. Ghê quá à. Ăn vô cái cho đỡ sợ coi. Xong, đi xuống dưới thôi. Dưới nó tối ôm luôn á. Kìa quá trời quái luôn rồi. Oh my god. Mình sẽ cắm đuốc xung quanh chỗ mình trước ha. Có gì cho nó đừng xuất hiện thêm quái.
rồi sau đó mình sẽ nung sắt ra để mình làm full với set đồ trước cái đã. Chúng thôi những cái thanh niên zombie skeleton nó không tha cho mình đâu. Rồi làm cái lò, làm cái lò lẹ. Đây nung ra lẹ, nung ra lẹ đi. Đâu rồi, đâu rồi? Than, than, không có than. No. Hồi nãy cháy hết đuốc rồi. Con này lì. Lì lì. Người ta đã tha rồi mà cứ lì lì. Rồi giờ thì mình còn thiếu một cái ổng với một cái quần đúng không? Mình sẽ làm trước. Chưa đợi cho nó nấu đi. Nấu thêm hai sắt nữa là mình làm được cái quần rồi. Cái quần nó sẽ nhiều giáp hơn ổng á, nên mình sẽ làm trước. Rồi còn một sắt nữa thôi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ nhìn sơ qua coi cái này là quặng gì nha. Luna Crystal. Cái này có thể làm được cái block. Nó không làm được vũ khí các thứ. Ok. Thôi trở lại cái chỗ của mình thôi. Rồi làm cái quần, làm cái quần. Xong có cái quần rồi. Ngon. Hướng bên kia thì nhìn có vẻ nguy hiểm quá. Rẽ hướng bên đây trước đi. Bên đây thì sao? Bên đây còn nguy hiểm hơn nữa. Mình sẽ mượn tay Gripper giết mấy con kia. Vậy cho nó nhanh. Dưới đây nguy hiểm nha. Ê, hình như mình gặp được kim cương rồi. Yes. Deep Slay Diamond Orc. Chính xác, đây là kim cương. Hai kim cương luôn. Chuyện đi mai đầu tiên quá là hên. Để coi coi. Ba kim cương lận. 4 luôn. Trời. Hết sảy. 5 lận. Yes, 5 viên kim cương. Vậy là mình vừa đủ làm cúp nè, mà vừa có thể làm được một cái bàn cường hóa luôn. Dược chi tiêu luôn rồi. Quá đã, quá đã. Đây có sắt nữa nè. Mình sẽ lấy thêm. Trong đây thì sao? Tắt nước đi. Nước nó làm mình khó di chuyển quá. Đây là những cái hang có cái đường đi rất là hẹp luôn. Mình sẽ thử đi sâu hơn ha. Tại vì tới cái chỗ mà gọi là Deep Slay này nè thì cũng dễ gặp kim cương lắm. Nên mình sẽ liều luôn. Đi sâu một chuyến á, mình còn nhiều đồ ăn như đuốc mà sợ gì. Đi luôn. Ôi nhưng mà đừng có đường cục nha. Đường cục là buồn hiu luôn. Buồn thiệt. Nó đường cục mất tiêu rồi. Mà kệ, để mình quay lại mình lấy thêm sắt rồi mình sẽ tìm một hướng khác nha. Mình đang hên á, nên mình sẽ cố gắng đi thêm một lúc nữa để coi coi có gặp được chỗ kim cương nào khác hay không. Bây giờ thì mình sẽ thử qua đi hướng còn lại ha. Cái hướng nào nè. Ê, con xuống. Từ từ. Đừng manh động nào. Con xương này hổ báo hả? Hổ báo nè. Quýnh nó luôn cho hổ báo. Mấy con xương trong đây đúng hổ báo luôn. Rồi hướng bên đây có vẻ là... Ui, không có kim cương. Mình nhìn xanh xanh mà tưởng kim cương chứ. Kiểu bị ghiền kim cương rồi. Ghiền là dở rồi. Kim cương thì phải ghiền chứ đúng không? Kim cương thích mà. Ê, con này. Nghe nói kim cương cái là tùm tướp. Đi qua đây. Oh no. Ao. Con xương nè. Rồi đây là cái hang động cực kỳ bự luôn á. Trời, suýt nữa là rớt dưới là gãy chân thiệt rồi. Nguy hiểm vậy. Wow, coi kìa, cái hang nó bự. Mèn đét ơi luôn. Ê? Cái gì ta? Cái gì mà xanh xanh như ta? Kim cương chứ cái gì nữa. 4, 5 nữa. Tiếp tục là 5 kim cương. Tổng cộng thì mình đã tìm được 10 viên kim cương trong một chuyến đi mai rồi. Nhân phẩm của mình nó lên nha. Level max rồi. Quá là xịn sò con bò đi.
Tiếp tục mà phát huy ha. Ở đây nó còn có ngọc lưu ly nè. Mình sẽ đào thêm một chút nữa. Để nhỏ mà mình có làm được bàn cường hóa sớm á, thì mình còn có ngọc lưu ly để cường hóa ha. Rồi, tiệt cú mèo. Ở đây đừng cột rồi, không đi đâu. Mình đi mấy cái chỗ thoáng thoáng đi. Có gì quái nó dí mình còn chạy được ha. Chứ đi vô mấy cái chỗ mà hẹp quá, nó dí xong là mình vô đường cùng á, là xác định luôn đó. Rồi, lấy thêm. Mà nãy giờ mình chưa gặp cái hồ lava nào ha. Để mình còn tạo ra hắc diệm thạch để mình đào mang về nữa. Thôi, để mình đi thêm một xíu nữa coi. Coi còn kim cương nào thất lạc ở đây không. Có vẻ là hết rồi. Tại vì kim cương á, ở trong bóng tối nó sẽ phát ra một ánh sáng màu xanh rất là dễ biết luôn. Nghĩ nghĩ lên trên á. Ở trên nó còn có công trình gì kìa. Ở đây mà nhìn tít lên trên được luôn nè. Ui, tiện thiệt. Cái hang này đúng là thế à, bá đạo thiệt luôn. Thôi tranh thủ qua đây đá thêm ít sắt ha. Bên đây có kim cương không? Không có. Như vậy là hết rồi, hết kim cương rồi. Mình nghĩ vậy. Chắc nhân phẩm của mình nó chỉ tới đây thôi. Dồn hết nhân phẩm của mình vô 10 viên kim cương vừa nãy rồi đó. Mà nói chung thì đi một chuyến đi mai á, mà tìm được 10 viên, mà đây là còn là ngày đầu tiên nữa, thì quá là tuyệt vời rồi. Cũng không có đòi hỏi gì thêm á. Để mình lượng thêm một tí nữa thôi. Tí nữa, biết đâu lại có thêm kim cương á. Té qua đây coi. Yêu cầu nó đừng có đường cục là được à. Mình chỉ sợ gặp mấy cái đường cục thôi. Nó lại dẫn mình tới một cái hệ thống hang khác nè. Nói chung thì đây là những cái hang mà nó nối tiếp nhau liên tục á, nơi mình tha hồ mà đi khám phá luôn. Nè, bên đây còn nữa nè. Ui, nhưng mà cái này là một cái khe nứt nha. Đi xuống cũng phải cẩn thận. Ê, kia. Ta nói nó đã nha. Từ từ, đừng manh động. Ở dưới nữa kìa. Lạc vào thế giới kim cương rồi. Kim cương đi một xíu là gặp à. Thích thiệt. Để mình trèo lên cái. Lấy thôi. Mấy con này, mấy con quái vật nó thấy mình đào kim cương nó bị ghiền tùm tướp mặt. Nó định úp sọt mình. Rồi lấy thôi. 1, 2 và 3 viên. Ở chỗ này thì chỉ có 3 viên thôi ha. Không sao. Ở dưới mình vẫn còn một cái chỗ kim cương nữa. Gặp một lần hai chỗ luôn nó mới dữ ấy chứ. Này, thắp đốt lên cho sáng sủa nè. Cái này thì chắc có 2 viên rồi. Buồn quá. Có 2 viên thôi. Thôi kệ. Cũng được, 15 viên rồi. Quá là đã luôn. Và cuối cùng thì mình cũng đã gặp được một cái chỗ này gọi là hồ nhung nham đầu tiên rồi ha. Kìa kìa. Vẫn còn kim cương. Ê, con xuống đừng bên đóng. Còn sượt. Cho người lọt xuống dưới luôn bây giờ. Mình đây, lại gặp thêm kim cương. Nhưng mà cẩn thận nha, ở đây nhiều quái quá. Làm sao để trèo lên đó vậy ta? Chỗ đó ác vậy. Kim cương chỗ này khó lấy rồi. Phải lấy thêm thật là nhiều những cái block để mình trèo lên thôi. Tầm nhiêu đây đi. Rồi, hy vọng là trong lúc trèo lên thì đừng có cái con xương nào mà nó nó bắn vô mông mình nha. Thôi, mình chơi biện pháp an toàn trước đi. Đấy, vậy là không sợ. Mình phải dự trù khả năng mà mình đen đủ nhất ha. Rồi, lấy thôi. 1 viên. 2 viên. Có 2 viên à?
Nó chỉ có 2 viên thôi. Ok, cũng không sao, có là được. Rồi, giờ thì xuống dưới cùng mình nào. Đấy, xuống dưới luôn. Để coi coi dưới này còn có thêm kim cương hay không nha. Ở đây là sâu lắm á. Nhưng mà nãy mình quên lấy cái xô nước lại rồi. Ẩu quá đi. Không có xô nước thì mình, mình mà đạp chúng dung nham là nhiều khả năng là mình chết cháy luôn á. Ok, mình sẽ lấy ở những chỗ gần đấy. Rồi xong luôn rồi, quên lấy cái bàn chế tạo nữa. U là trời. Sao quên tổn thứ quan trọng không vậy? Thôi lỡ rồi, không có chế tạo được cúp kim cương thì dùng tạm cúp sắt để đi tìm kim cương thôi. Chứ giờ đâu có làm được cúp để lấy hắc diêm thạch đâu. Ê, ê, ê. Con này. Láo té. Và đúng là trong cái rủi nó có cái hên mà. Nè, mình lại gặp thêm kim cương. Mình hết biết nói gì với cái nhân phẩm mình ngày hôm nay rồi. Quá là đỏ luôn. 2 viên nữa. Ờ, chỉ có 2 viên thôi à. Thôi kệ, 2 viên cũng quý rồi. Ngày đầu tiên mà hên như vậy, không biết những ngày sau nó có bị kiểu như là giảm nhân phẩm hay không nữa. Kiểu nó dồn hết vô một ngày á. Hy vọng là những ngày sau thì mình sẽ vẫn may mắn giống như vậy ha. Rồi, hèn còn là còn cơ hội đó. Đi thôi. Quá giật. Đi ra đi, 2-3 con luôn. Đông quá đi. Ừ, 2 con nó đang xử nhau kìa. Xử nhau nè. Ao, nó bắn. Thích bắn không? Thích bắn không? Nữa. Trời ơi, mình gần đủ để làm một set đồ kim cương rồi. Ôi, để mình giết con này cái. Mình còn block không ta? Gần hết block, anh lấy thêm block đi. Hôm nay đào kim cương chán chê luôn. Quá xá đã thì chứ. Thôi để mình lên lấy nốt cái số này rồi mình đi lên là vừa đó. Tại vì cái hang này là cái hang cục rồi. Tuyệt vời. Ngày đầu tiên của mình rất là bội thu kim cương á. Đây để coi được mấy viên. 1 2 3 4. Có vẻ là 5 viên á. 5. Ờ, chính xác là 5 viên ha. Ui dồi ôi, té xém chết rồi. Ok, giờ thì lấy thêm chút sắt nữa là đi về được rồi. Tại vì bây giờ cái cúp mình cũng không còn chờ độ bền để một xíu mình còn đào đi lên nữa. Giờ thì mình sẽ làm một cái chỗ để mình nấu một chút khoáng sản ra ha. Nãy giờ đào cũng được một tí. Chết. Còn than đâu, bây giờ còn cái nịch để nấu. Ờ kỳ, sao mấy biết. Thấy không, mình nấu rồi, cái giường màu hồng nữa, mấy dân làng này ghiền lắm. Mình còn thích mà. Ủng hộ cho mấy dân làng. Làm là cái là dành nhau mà ngủ. Không cho bác ngủ đâu. Giường này là chỉ cháu ngủ thôi. Chơi mà chơi dành giường. Sợ thiệt sợ. Thôi để nào rảnh mình đi đào thêm than để mình nấu số sắt cũng như là vàng mình kiếm được trong chuyến đi mai vừa rồi ha. Và toàn bộ số kim cương mình tìm được là 24 luôn. Với một chuyến đi mai như vậy thì mình thấy là khá là tuyệt vời ha. Mong rằng những ngày sau thì mình sẽ tiếp tục may mắn như vậy để sớm có được những món đồ tốt hơn và tìm ra những cái công trình cũng như là những con boss trong vùng đất thánh. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày đầu tiên trong thế giới vùng đất thánh ha. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.